Lễ tạ ơn thầy Hồng Âm của ban tròn xin gửi đến quý vị qua bài hát Lính mà em để nhồi bị cái cổ đó, cái loại ấy hát giao lưu cho nó vui ha.
đầu xin mời chị Elizabeth. Sau chị Elizabeth sẽ là Alex. Viên thật là vui, hạnh phúc với người ngồi bên cạnh của mình nha. Chúc nhiều sức khỏe. Đây, tôi xin trình bày Vầng Trăng Cô Đơn.